Xin chào anh chị nha, hôm nay buổi chiều thì có xịt thuốc trừ sâu hay là hai thuốc diệt côn trùng đó, thì em quay clip này để anh chị có thể tham khảo nha. Cái loại này là nó trị được rất là nhiều kiến này, bọ xít, rầy, bọ trĩ, nói chung là vườn nhà thấy khá là ok. Nhưng mà đặc biệt là cái con trùng mình sử dụng nó luân phiên nhau. Hôm nay dùng cái này thì lần sau sẽ dùng loại khác, thì đừng có phun một loại nha, phun một loại nó bị nhờn thuốc á. Cái Sumitomo tên thì khá là Nhật Bản luôn. Cái này gói này thì 5 gram, thì 16 lít nước thì nó sử dụng 5 tới 10 gram. Cái bình này của em thì nó 80 lít sử dụng, 5 bịch này là vừa. Cái này là thuốc, nói chung là thuốc độc đi, nên khi mình dùng cẩn thận anh chị nha. Cái này dạng bột nên sử dụng bao tay nha, nên sử dụng bao tay. Có nhiều loại thì nó nước thì nó nhanh chóng hòa tan hơn, con này dạng bột, cẩn thận anh chị nha. Để mình làm thì mình đeo, cố gắng mình sử dụng sụp khẩu trang, bao tay, bao tay cho nó cẩn thận, tại vì cái này là thuốc độc mà, an toàn là bạn, tai nạn là kẻ thù, nên anh chị cố gắng nha, đầu tư cái bao tay đi và một cái khẩu trang. Cái này trên bao bì nó ghi thì 5 tới 10 gram cho 16 lít, em 80 lít, lúc nào cũng xịt 5 bịch. Bịch này thì em mua nhiều lắm, em mua nhiều nên cái như là mua nó 20 hay là 30.000 bịch, không nhớ nữa. Nói chung là mua dùng thôi, cũng không có để ý nữa. Mua một lần một cái hộp rất là to. Cái này thì cố gắng phải quậy nó lên, em dùng thanh tre quậy lên cho nó hòa đều lên. Và xịt côn trùng thì mình sẽ xịt buổi chiều nha, buổi chiều tối. Buổi chiều tối thì côn trùng nó sẽ ra, nó lên, nó gần như là nó tấn công vào cái bộ lá hoặc là tấn công vào cái cây của mình, thì mình xịt nó sẽ hiệu quả hơn. Cho thêm tí nước nữa. Em dùng máy nén, tại vì mỗi lần phun nó tới, nếu phun đều tay thì 80 lít nước là phun đủ, còn phun mà chậm tay thì có thể là không đủ. Cố gắng phun cho nó, cái vườn sau này nó khoảng chắc cũng phải 700-800 mét vuông gì đó, phun 80 lít nước, cố gắng phun cho đều tay cho nó vừa luôn, là mất công phần pha nó 2-3 lần. Anh chị đợi tôi một tí xíu nha, nước nó đang lên, nước đang lên nó đầy này, thì bật cái máy nén này đi thì mình sẽ đi phun. Khi phun thì mình sẽ phun cho nó mịt mù luôn, mịt mù đó, em hay dùng từ mịt mù tại vì không những mình phun cây đâu mà gần như là phun toàn bộ cái khu vực đó luôn. Ví dụ như 1 mét vuông là phun không sót chỗ nào, ngoài côn trùng nó, ngoài ẩn nấp mình cá thể ra, ẩn nấp cho cái cây của mình ra thì nó còn ở xung quanh đó nữa, nên sẵn tay rồi, sẵn phun rồi, sẵn bỏ công ra làm thì làm cho nó hết ý luôn cho nó hết ý luôn, phun cho nó mịt mù luôn để cho nó đai hết đi, không có là nó cắn cây của mình. Ok, sắp đầy rồi. Đi thôi, phun thôi. Bây giờ là 6 giờ chiều, 6 giờ chiều phun xong là 6 rưỡi mấy con trùng nó ra là vừa ra là mình lượm nó luôn đây cái sử dụng máy nén để chỉnh cái cam xí nha. Đó, ok, phun sơ cho chị xem nha. Đó, cái máy nén phun đã lắm,
chung là nó cái diện tích của em thì nó to nên em dùng máy nén. Còn nhà mình có thể dùng bình xịt tay cũng được, hoặc là bình xịt 16 lít. Phun gần như là phun cho nó ướt đẫm luôn á, thịt màu luôn. Phun vậy thì nó sẽ rơi vãi xuống đất luôn, rơi vãi xuống đất thì côn trùng ở dưới đất thì nó cũng sẽ đai theo thôi. Khi phun thì cẩn thận anh chị nha, cái này thuốc khá là độc đó, đừng có để cho nó vơi vãi vào người mình nha. Hôm nào gió to quá là thôi né cũng được. Gió to quá né cũng được nha, đôi khi phun ngược gió phun vô mặt hết là toang luôn đó. Đó. Thịt mù cho nó đều hết luôn. Cái này mà nó còn mà phá hại nữa thì thôi em không chịu luôn á. Cái loại thuốc này thì nó cũng diệt được cả kiến nha, nó cũng sẽ trị được kiến luôn, như kiến mình á. Kiến thông thường nó hay ảnh ở trong cơ thể đó, thì cái này nó cũng khắc chế được cái kiến nè, bọ chỉ nè, rồi mấy cái con mà nó bám lá đó, mấy cái con bám vào cái đọt lá non nó hay gây thối nhũn á, tức là men bọ chỉ đó. Nên cái loại này dùng khá hiệu quả. Em dùng loại này, tuần khác dùng loại khác thôi, không có để cho nó bị nhờn thuốc được, nó kháng thuốc. Mình phun một loại nó kháng thuốc á. Nhịt mù xương gió, cẩn thận vào người nha. Thường cái bình này em phun phải mất như là 25 phút hay là 30 phút thì mới xong á. Bình là 80 lít này cũng khá là lâu á. Âm thanh của cái bét này nghe sướng tai à. Biết côn trùng nghe nó sướng tai chứ mình nghe là mình sướng tai rồi đó. Mấy anh côn trùng chịu khó đi cho phát chơi giùm em nha. Em có cái đẹp anh, cái đẹp anh cắn hoài. Rồi, bắt đầu từ khung tung này. Ở bên cây đây thì nó cũng chưa có được đẹp lắm, em sẽ làm lại cho nó đẹp. Em để cái điện thoại xuống để em đi kéo dây à. Ok. Nhịt mù xương gió. Vừa rồi thì gần như là cứ lo bán không à. Cứ lo bán không à, ít có lo chăm sóc cây. Thấy bây giờ nhìn lại thì cây nó không được đẹp lắm. Nên là bây giờ dành thời gian chăm sóc cây nhiều một chút. Cây đẹp thì gửi anh chị nó đẹp rồi đúng không? Cái cây đẹp dễ bán. Có xưa có anh trai anh chỉ lúc năm 2018 mà bắt đầu tìm hiểu về Hoa Lan, anh cũng có hỏi ảnh, rồi cũng chia sẻ vui, anh cũng chỉ cho một cái cách để mình làm. Anh kêu muốn làm lan thì nhất là phải biết trồng cây, chăm cho nó đẹp thì đẹp thì chắc chắn là một điều là sẽ đó là lợi thế cạnh tranh rồi. Lợi thế cạnh tranh đúng không ạ? Trong cây thịt đẹp thì sau này mình có mua bán gì thì nó cũng dễ dàng hơn. Cây mà trong không đẹp thì nó hơi khó. Giờ ở đây nó bị vướng một chút xíu à. Mình phải đi kéo cái dây này. Ồ trời ơi, nó vướng này. Rồi từ đem tắt cái bếp nha, để cái bếp này mình có thể tắt được. Lợi thế là cái bếp này tắt được để mình đi kéo dây. Dây nó bị vướng đây xíu rồi, để em đi kéo cái dây cái. Ok. Cái dây máy nén thì mình cũng cẩn thận nha. Để nó mà nó bị bể cái một là cũng cực lắm á. Bể cái là phải đi cái gì ta? Đi vã nó lại mệt lắm. Cái sức nén của nó rất là mạnh luôn, nên mỗi lần mà mình gặp sự cố thì gần như phải đi, nó có cái máy gì quên là để nối lại á. Ở ngoài anh em ta làm ta có cái máy đó, đi nối dây thôi, phải dùng bằng máy luôn á. Mịt mù anh chị nha, phun mịt mù luôn.
cẩn thận nha, đừng để trúng người nha, trúng người toàn á, cứ từ từ thôi. Phun thuốc lại mà cứ từ từ, không vội. À, số cây này nó không có đẹp nữa không? Vừa rồi thì nắng quá trời nắng luôn mà tưới nó không đủ nước, với lại không có phân bón cho nó. Nó còi thêm một số cây rồi. Chăm lại cũng chắc phải 3-4 tháng sau rồi nó mới đẹp lại được. Từ từ nó sẽ đẹp lại thôi. À, chỉ nói chung là phun cái này thì mình chú ý, mình cố gắng mình phun cho nó đậm thôi, đều thật đều thôi, phun mịt mù vô luôn. Với lưu ý thứ hai nữa là chỉ cần là cái loại thuốc thì mình sử dụng nhiều loại suốt 3-4 loại thay phiên nhau để mình phun. Tuần này phun cái này thì lần sau phun cái khác, đừng có phun một loại. Phun loại thì nó dễ bị kháng thuốc. Này là 1-2 ngày nữa là không còn con kiến luôn á, không còn con kiến nữa. Đọc hay. Chứ anh chị cũng hỏi ám ảnh kiến. Không biết kiến là như nào. Có một loại chuyên dùng để mà mình khắc chế con kiến, đó là cái gì quên à, chuyên khắc chế con kiến đó là cái gen. Nhưng mà là đấy, giờ hiện tại đã bị hình như cấm rồi, không mua được. Nó còn nhiều loại thay thế lắm anh chị, cứ để ý là gần như những loại phân thuốc nào cũng vậy, phân cũng vậy, thuốc cũng vậy, thì nó cũng xem nhau thôi, cái hợp chất nó cũng na ná nhau thôi, nó cũng không có khác nhiều đâu. Ví dụ những loại mà đắt tiền mà nhập thì nó hiệu quả hơn chút, không có được. Bình giờ em bây giờ cứ hàng bên người Việt Nam, trả hàng Việt Nam luôn, đỡ tốn chi phí rồi. Cái gì hiệu quả thì em thấy nó cũng vậy thôi à. Nó cũng hơn ra chút đỉnh thôi, không có chênh lệch nhiều lắm, nên bây giờ cứ quan trọng là đơn giá thôi, làm nhiều đơn giá rẻ thì mình mua. Rồi anh chị có ít cây hay những cây đẹp, cây VIP, cây giá trị cao thì mình ưu tiên chọn những cái loại xịn sò tí. Thật sự em toàn là chơi hàng nhập không luôn. Từ vỏ thông Ojita cho tới cái gì quên này, vỏ thông Ojita cho tới Super Thai, Biorot, trời ơi. Nhưng mà lúc đấy thì cây nó giá trị cao lắm, bán nhiều tiền lắm, nên mình mua thì mình không có không có tiếc. Không có tiếc. Thời điểm hiện tại thì giá cây của nó không có được như mong muốn, thì mình lại chọn những cái nào nó phù hợp và được đáp ứng yêu cầu là chơi thôi. Khi nào mà cây được giá như xưa đi tiếp lại tiếp tục nhập hàng ngoại cho tiếp. Dù gì thì hàng đó nó cũng xịn sò rồi. Chất lượng thì khỏi bàn cãi luôn, quan trọng là đắp quá thôi. Ở trên là cái sàn trên của em, sàn trên vừa rồi anh em nó bốc mấy chục chậu, nó lủng tùm luôn đó này, để từ dọn dẹp cho sạch sẽ lại cái trang bị cây cối trên trên là cho đẹp lại. Này, cái này cái đấy, cái này hoa thơm lắm nè, đang để đây mốt tới lúc làm nhà cái mình nó bế nó lên luôn, chưa được tuổi làm nhà, chưa có làm được. Nhớ nha anh chị nhé, cẩn thận nha, thuốc này là khá lỗi đó, đừng để mà trúng người. Bao bì cho người mình cho nó cẩn thận luôn, găng tay rồi khẩu trang gì cho nó kiếm cũng được, chơi giống ninja cũng được. Ninja là chơi giống mấy chị mà đi xe máy á. À, chắc cũ luôn. À, lìa đây thì mới phát ra đi. Ok. Đừng có tiếc thuốc cái gì nha. Đã bắt đầu mình bỏ công là mình phun được rồi.
cái công của mình bỏ ra nhiều khi là nó còn mắc hết tiền thuốc ấy. Nên chơi tài ca đi, chơi tài ca đi, đừng có tiếc. Em có gì tiếc chứ thuốc thì không tiếc, phân thuốc là không tiếc, chơi là phải chơi cho tẹt ra luôn, chơi ướt đẫm nhung bào luôn. Thì có yêu thích thì mình nhắn like với chia sẻ cho em nha, Lan Kiếm Nguyễn Huy nha. Thì giờ em sẽ hoạt động trong vườn nước nào sẽ up video lên vậy. Ví dụ như hoạt động như nào, hàng ngày hoạt động bao gồm có những cái gì, tưới tắm rồi cắt tắt tiết cắt tòng, phân bón rồi thuốc, rồi thuốc này thuốc kia rồi đó. Thì em sẽ làm video hết để anh chị có muốn tìm hiểu, có muốn chăm sóc Lan Kiếm thì mình có sẵn cái kênh để mình tham khảo. Cái này là vườn sau, là vườn sau của em. Vườn trước là khu trưng bày, vườn trước thì đẹp hơn. Vườn này là vườn cây giống. Thông thường là bán cây dưới này nhiều hơn. Bán chậu cũng có, bán thân cũng có. À, bán thân là thân Lan Kiếm, chứ thân em không bán nha. Thì vườn trước thì gần như là trưng bày, ít bán. Có hôm kia anh em lên thấy mấy chục chậu đẹp quá, nó kêu cho nó chia cho nó 30 chậu đi, rồi cho nó cắt hết 30 chậu đẹp. Nó không lấy chậu mà nó kêu bỏ chậu vô trong xe á, nó khó vận chuyển. Nên nó dùng dao nó cắt hết luôn. Chia cho nó 30 chậu. Chậu nhiều đen thì sẽ lấy 37 chậu. Nên chuẩn bị làm lại vườn trên 30 chậu. Tìm 30 chậu thịt đẹp để mình bổ sung lại những cái chỗ mà anh em nó lấy rồi. Em thì ngoài bán lẻ, bán live stream á, thì có lâu thì cũng nhiều quá thì bán thủy thôi. Dù bán lẻ ế quá thì kêu anh em lên lấy sỉ, còn có thì anh em nó cần cây để nó giao á, nó cần cây nó giao mà trên bơi không kịp thì nó cũng để lại cho nó, để lại cho nó thì anh em nó mang về thì nó cũng có công, nên mình cũng để lại cái mức giá đây cho anh em nó thoải mái tí, lấy lô vừa sỉ vừa lẻ vừa lai tùm lum hết, nói chung là làm nhà mô hình vườn lan, nhưng mà mô hình của mình là mô hình không phải là trồng để đợi tới lúc mà có giá mới bán, mà là trồng bán hàng ngày. Thì vì trồng với một số lượng lớn nên trồng sẽ bán hàng ngày luôn, không đợi trời hết. Bán hàng ngày có ưu điểm rất là vui. Ưu điểm rất là vui là được lên nói chuyện với anh chị hàng ngày. Là như ngày nào em cũng lên. Có gần 2 tháng gần đây thì ít livestream nên nói chuyện thôi, chứ lúc trước là cứ ngày nào cũng lên. Ngày nào cũng lên live vừa nói chuyện vừa bán hàng luôn. Bán hàng ngày luôn. Mình không có phụ thuộc vào cái gọi là cái, không phụ thuộc vào ai hết. Tự mình trồng tự mình bán được. Vừa là đơn vị bán lẻ, vừa là đơn vị bán chẵn. Thế nên sẽ chủ động được hết. Cái mô hình của em đang làm thì bản thân em tự nhận thấy thì cũng khá là ok đó. Khá là ok. Tự trồng tự bán được. Rồi mình mê đó nha anh chị nhé, cái này mê mới làm được nhé, không mê không làm được đâu. Dù mình yêu thích cây mới làm được. Mình gần như chăm sóc nó là gần như cả ngày luôn á. Cả ngày ngoài vườn á, trừ những cái thời gian trong gia đình thôi, còn hình như là cả ngày ngoài vườn. Mà không đủ thời gian làm luôn nha, đủ thời gian làm đâu. Tại vì nó bao gồm có tưới tắm, tưới nhiều khi tưới trên này, tưới cái bét nên đâu có đủ nước đâu. Rồi phải tưới tay thêm, phải tưới tay thêm nữa. Rồi tưới phân bón,
thì lâu lâu lại phun thuốc thuốc này, lâu lâu phun diệt côn trùng. Rồi hôm nào không có phun gì thì tắt cây, chậu nào bự quá thì mình tắt nó ra vừa vừa lại. Rồi bán hàng vui, nó vừa có tiền, nó vừa có tiền hàng ngày, vừa tiền ra thì vô hàng ngày, mà nó vừa mê nữa, với lại được gần như là được một cái mà quen biết được rất là nhiều, rất là nhiều anh chị luôn đó, đầy đủ mọi tầng lớp. Ở trên Lan mà đâu có phân biệt giới tính đâu, đâu có phân biệt thu nhập, đâu có phân biệt tầng lớp đâu, tất cả luôn. Hình như là ngày nào cũng nói chuyện, thành thói quen luôn. Mấy nay tháng hai tháng này không lên nói cái cũng ngứa mồm. Mấy nay thì làm xong cái vườn này rồi nên buổi trưa lên Zalo với anh chị nói chuyện, là anh chị có mua cây bán luôn, không có thì đăng bài bán trên Lan Kiếm Nguyễn Huy. Anh chị cứ lên search Lan Kiếm Nguyễn Huy là có nha. Đăng bài thì trên đấy nó có hình ảnh, là có giá trên đó, dễ chọn. Giá thì ví dụ 200k, 300k, 400, 500 mấy triệu thì có giá, có hình ảnh cây luôn. Anh chị thích cái nào thì anh chị chọn ở trên đó thì cũng được. Thông thường bán cái đó thì nhiều hơn, thông thường bán bằng cái đó thì anh chị lấy nhiều hơn, vì tùy chọn, tức là mở lên Lan Kiếm Nguyễn Huy có đầy đủ trên đó, thì anh chị cứ thích cái nào thì có giá trên đó, có giá của ảnh cây luôn. Không có anh chị thích mua trực tiếp thì lúc chưa live stream thì anh chị kêu lấy cho chị cây nào đó, lấy cho anh cây nào đó giá nhiêu tiền hay gì đó, rồi không có thì em báo giá, lên cây em báo giá. Nói chung là vui. Làm này vui, làm này cũng được mấy năm rồi, từ năm cuối năm 2018, nay là 2024, cuối năm 24 hả, 18, 19, 20, 5 năm à, đúng rồi 5 năm rồi. Nhanh ghê chứ, mới đây 5 năm rồi trời. Lúc trước thì mới bán hàng ký thôi à, bán hàng kg á. Lúc đó thì em lấy nhập hàng Campuchia về, lấy hàng Campuchia về. Thì nhà em thì biên giới, cách Campuchia có 3 cây số, 3-4 cây số. Rồi đó lấy hàng Campuchia về giao cho mấy anh em ngoài Đắk Lắk, hồi đó mấy anh em Đắk Lắk live stream bán. Rồi hồi trước mấy anh em cũng bán ký thôi, đầu tiên là bán hàng ký, cái thông thường em giao là 120.000 ký, 100.000, 120, mình lấy Campuchia về mình giao hàng sổ số á. Đó là chơi vui lắm, trời ơi, hàng sổ số chơi vui cực kỳ luôn, mua 1 ký, 1 ký 100.000 nhưng mà phải lựa 120. 120 là bán sỉ, còn bán cho lẻ là 150, 160. Cái lựa, anh chị cái lựa 1 ký, 1 ký thông thường nó rơi khoảng hơn 10 cây, hơn 10 cây, lựa 10 cây khác nhau nó về sổ số. Cực kỳ vui luôn. Rồi sổ bông. Alo, sổ rồi, các bông đẹp cái. Trời ơi, anh Tiên ơi, ra cái bông mặt hoa sáng lắm, đẹp lắm. Trời ơi, cười đã. Bây giờ thì không còn được số, nó giờ chuyển sang chơi hàng có hoa sẵn. Chứ trước chơi hàng số vui lắm, rất là cực kỳ vui luôn đó. Tối quá đúng không ạ? Tối rồi. Để em tắt cái bé đi, em đi vòng lại cái dây nó phải đi vòng lại. Mua 120.000, 150.000. Cái đẹp thì 250 ký, còn cây thường thường mà cây không được đẹp lắm. 120, 150 ký.
10 cây về trồng sổ số. Ai cũng mua được hết. Mấy 200 nghìn là mua về sổ số chơi à. Để em xíu nha, cái này à, bây giờ mình sẽ sang bên khu vực bên kia, bên tả với bên hữu. Trời tối không biết có thấy không, đen thui luôn không biết. Thì có xem thì anh chị ấn theo dõi nha, Lan Kiếm Minh Huy nha. Giờ ví dụ như hàng ngày làm gì cố gắng mình sẽ ghi lại hết. Và nhất là những lúc mình làm mà nó thiên về kỹ thuật á thì hỏi em hoài luôn nè, mà đâu có rảnh đâu ngồi hướng dẫn đâu. Bây giờ mình cứ quay ví dụ hôm nay xịt thuốc nè, quay xịt thuốc lại thuốc rồi xịt sao sao vậy đó, rồi xịt thuốc gì thì có luôn thì coi dễ hơn, cứ nhiều quá hổm em thật sự là không có thời gian để trả lời hết được. Thì cần thì em gửi cho cái clip, gửi từng gửi clip không à, clip làm gì có, làm sẵn rồi có thì thôi thì xem clip giùm em. Chứ trả lời tin nhắn là gần như là thua luôn, tin nhắn và kêu hướng dẫn kỹ thuật là thua. Đây thì trồng cây hoa màu. Hoa màu để dành mình ăn hàng ngày. Đang chuẩn bị trồng thêm mới nữa. Trồng thêm cải á. Cải mùng tơi rồi này kia. Tối thì chắc hết cái đường rồi. À, hôm nay cho côn trùng ăn thuốc diệt côn trùng. Nên côn trùng thông cảm cho em nha. Nên phá quá phá thì em phải xô đổi với anh đi thôi. Anh nghe hơi mà anh đi giùm em cái. Nghịch mù xuyên gió.